Súng bắn tỉa là một trong số các loại súng bắn khó bậc nhất trong Free Fire vì nó đòi hỏi người chơi có kỹ năng cao. Bù lại, những người chơi thuần bắn tỉa sẽ cực dễ dàng leo danh bởi sự khó chịu và sốc sát thương từ xa mà nó mang lại. Trong số 67 này, cùng admin tìm hiểu về các loại súng bắn tỉa có trong Free Fire nhé. Mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. AVM. Một trong những khẩu tỉa quen thuộc của anh em nhất chính là AVM. Đây là khẩu súng ngắm đặc biệt khi anh em chỉ có thể kiếm được trong thính, pháo đài hoặc siêu may mắn mới tìm được trong hòm chiến tranh. Nhiều anh em rất thích vũ khí này do nó đem lại lượng sát thương cực lớn cho dù kẻ địch có bảng giáp chống nổ và chỉ số tự bắn của AVM là cao nhất khi so sánh với các súng ngắm gây được sát thương khác. Tuy nhiên, mặc dù là loại súng thính nhưng AVM lại chỉ có chỉ số xuyên giáp thấp hơn so với M82B, M24 và K98. Đối với AVMI, tốc độ bắn liên tục được tăng lên giúp cho các tay tỉa có khả năng ly tâm nhanh hơn. M82B. Vũ khí ngắm bắn quen thuộc và được ưa chuộng với anh em chuyên tỉa phải nhắc tới M82B. Lý do là vì nó dễ kiếm. Người chơi hoàn toàn có thể kiếm được M82B thông qua việc nhặt đồ ở các khu vực. Xét về các chỉ số, M82B có phần nhỉnh hơn AVM, mặc dù chỉ số sát thương không hơn nhau nhiều, nhưng tốc độ thay đạn và độ chính xác của M82B lại nhỉnh hơn hẳn AVM và có khả năng bắn xuyên bong keo, điều đặc biệt nhất của vũ khí này. Mặc dù có những chỉ số xuất sắc là vậy, nhưng tầm xa và tốc độ bắn, chỉ số quan trọng bậc nhất của Free Fire, thì M82B lại thua xa AVM. Đây cũng là yếu tố quyết định của những tay bắn tỉa khi thấy AVM thì chắc chắn sẽ suy nghĩ và sẽ loại bỏ M82B nếu là AVMI để sử dụng. VSK94. Vũ khí ngắm bắn mới nhất xuất hiện trong OB43 với cơ chế ngắm bắn mới mang tên VSK94. Đây là một vũ khí có sát thương khá cao cùng với độ chính xác và khối lượng nhẹ, khiến cho tốc độ di chuyển của người chơi cũng trở nên nhanh hơn. Với cơ chế chậm lại để dễ bắt tâm địch hơn, VSK94 khiến cho người chơi dễ dàng thêm sát thương với kẻ địch và tạo các bạn đột phá chỉ với một viên đạn. Tuy nhiên, khác với khẩu súng ngắm khác, VSK94 lại không có xuyên giáp. Có lẽ vì lý do này, người chơi gần như không ưu tiên loại súng ngắm này nếu đặt lên cùng một bàn cân, do xuyên giáp là một chỉ số quan trọng cho những vòng bo cuối. Vừa rồi là 3 súng ngắm với những chỉ số thú vị trong Free Fire. Những tay bắn tỉa thường dùng vũ khí nào? Comment cho AD biết nhé. Còn bây giờ thì mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.